Nào các bạn học sinh đã đến với môn lịch sử của tuần 6. Tiết trước chúng ta đã học bài Phan Bội Châu và phong trào Đông Du, thì bây giờ cô có một số câu hỏi sau. Câu 1. Vì sao Phan Bội Châu chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp? A. Vì ông cho rằng Nhật không xâm lược nước ta. B. Vì ông cho rằng nước Nhật mạnh hơn nước Pháp. C. Vì ông cho rằng Nhật là nước có cùng văn hóa Á Đông, cùng chủng tộc da vàng, có thể sẽ giúp ta đánh Pháp. D. Vì ông cho rằng Nhật Bản cũng là nước phong kiến lạc hậu như Việt Nam. Các bạn suy nghĩ nha. Đáp án chính xác là câu C. Vì ông cho rằng Nhật là nước có cùng văn hóa Á Đông, cùng chủng tộc da vàng, có thể sẽ giúp ta đánh Pháp. Bây giờ mình bước qua câu hỏi số 2. Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du nhằm mục đích gì? A. Tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam đi du lịch nước Nhật. B. Tranh thủ sự giúp đỡ của một số người Nhật nhằm đào tạo về kỹ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp. C. Đề cao nước Nhật là một nước châu Á nhờ cải cách mà cường thịnh. D. Để tạo mối quan hệ tốt với Nhật. Các bạn suy nghĩ nha. Đáp án chính xác là câu B. Tranh thủ sự giúp đỡ của một số người Nhật nhằm đào tạo về kỹ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam, chuẩn bị công cuộc đánh Pháp. Câu số 3. Vì sao phong trào Đông Du thất bại? A. Vì bị thực dân Pháp đàn áp. B. Vì sự cấu kết giữa thực dân Pháp và chính phủ Nhật. C. Vì không được nhân dân ủng hộ. Các bạn suy nghĩ nha. Phong trào kháng chiến chống Pháp từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 đều bị thất bại. Đất nước lâm vào cảnh lầm than, đen tối. Lúc bấy giờ đã xuất hiện một anh hùng dân tộc, đó là Nguyễn Tất Thành. Vậy ông là ai? Ông đã làm gì cho đất nước? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài mới hôm nay. Bài mới có tên gọi là Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Để nắm vững nội dung bài học, chúng ta sẽ cùng thực hiện qua hai hoạt động. Hoạt động 1, quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. Hoạt động 2, ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Bây giờ mình đi vào hoạt động 1 nhé. Hoạt động 1, quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. Các bạn đọc thông tin trong sách giáo khoa nha. Bây giờ các bạn hãy mở sách giáo khoa trang 14 và nêu những hiểu biết của mình về tiểu sử của Nguyễn Tất Thành. Cô có thêm một vài thông tin sau. Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một nhà nho yêu nước tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Tất Thành lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau này trên con đường hoạt động cách mạng, người đổi rất nhiều tên, trong đó có tên là Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh. Các bạn thấy hai hình ảnh ở bên dưới, hình ảnh bên trái là nhà quê nội của bác ở làng Sen.
Và hình ảnh bên phải là nhà quê ngoại bác ở làng Hoàng Trù. Cha của người là ông Nguyễn Sinh Sắc, đỗ phó bản, bị ép ra làm quan, sau từ chức chuyển sang nghề làm thuốc. Mẹ của người là bà Hoàng Thị Loan, một phụ nữ có học, đảm đang, chăm lo chồng con hết mực. Bà Nguyễn Thị Thanh là chị của người và Nguyễn Sinh Khiêm là anh của người. Bây giờ chúng ta bước qua hoạt động 2, ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Các bạn tiếp tục nhìn vào sách trang 14-15 và trả lời câu hỏi sau nhé. Các bạn có thể bấm dừng để đọc sách giáo khoa nhé. Nguyễn Tất Thành rất khâm phục các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng lại không tán thành cách làm của các cụ vì A. Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đánh đuổi giặc Pháp, điều đó là nguy hiểm. B. Phan Châu Trinh yêu cầu người Pháp làm cho nước ta giàu có, đó là điều không thể thực hiện. C. Cả hai câu trên đều đúng, các bạn chọn nha. Đáp án chính xác là câu C, cả hai câu trên đều đúng. Đối với Phan Bội Châu thì muốn dựa vào Nhật để đánh đuổi giặc Pháp, điều đó là nguy hiểm. Còn Phan Châu Trinh yêu cầu người Pháp làm cho nước ta giàu có, đó là điều không thể thực hiện. Và cuối cùng, Nguyễn Tất Thành muốn sang Pháp để hiểu rõ thực sự về tự do, bình đẳng, bác ái mà người Tây hay nói là thế nào, rồi về nước giúp đồng bào ta. Trong sách giáo khoa có một tiểu phẩm, các bạn hãy đọc để hiểu hơn về Nguyễn Tất Thành nha. Dựa vào tiểu phẩm, chúng ta thấy câu 1, Nguyễn Tất Thành đã lường trước được những khó khăn nào khi ở nước ngoài? Các bạn dựa vào câu chuyện để trả lời nha. Người đã biết khi ở nước ngoài một mình là rất mạo hiểm, nhất là lúc ốm đau, bên cạnh đó người cũng không có tiền. Câu số 2, người đã định hướng giải quyết các khó khăn như thế nào? Người rủ thêm một người bạn thân đi cùng và quyết tâm làm bất cứ việc gì để sống và đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân. Câu số 3, mặc dù Bác Tư Lê không đi theo, nhưng Nguyễn Tất Thành vẫn quyết định và hành động như thế nào? Các bạn suy nghĩ nha. Mặc dù Bác Tư Lê không đi theo, nhưng Nguyễn Tất Thành vẫn quyết định và người vẫn quyết tâm ra đi. Người đã xin vào làm phụ bếp cho một tàu buôn của Pháp, lấy tên là Văn Ba. Và ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu đã rời cảng Nhà Rồng, đưa Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cô giới thiệu với các bạn, đây là hình ảnh của bến cảng Nhà Rồng, nơi mà ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Còn đây là con tàu Đô đốc Latouche Terrebin. Nguyễn Tất Thành đã đổi tên là Văn Ba
và làm phụ bếp trên con tàu này. Các bạn đọc ghi nhớ của bài. Các bạn sẽ học thuộc ghi nhớ của bài nhé và chuẩn bị bài mới Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cô chào các bạn học sinh.